Mặt tối showbiz US-UK, từ vụ ông trùm định đi, thuyết âm mưu có liên quan đến hội kín quyền lực Illuminati. Định đi, 1.000 chai baby oil, những bữa tiệc trắng, hàng trăm đồ chơi, căn hầm bí mật mà ai nhìn cũng đều tái mặt và nổi da gà. Có lẽ đây là những thông tin ám ảnh khiến nhiều người hiếu kỳ nhất thời điểm hiện tại. Nhiều người đồn đoán, ông trùm cũng chỉ là con tốt thế mạng. Và đằng sau đó là cả một thế lực kinh khủng nào đó không thể bị đánh bại. Showbiz Việt, Hàn và Trung là những chủ đề nhãn mặt mà mặt tối phía sau đó không hề đơn giản. Vậy, showbiz xứ Âu Mỹ thì sao? Các bạn có tò mò liệu showbiz Âu Mỹ có những mặt tối góc khuất nào hay không? Muốn có câu trả lời thì hãy xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like, share video, subscribe kênh và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ video mỗi ngày từ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì let's go! Bê bối mở màn gây nhức nhối Hollywood hơn một thế kỷ. Hơn 100 năm trước, vào ngày 5 tháng 9 năm 1921, các quan khách tại một bữa tiệc đã nhanh chóng kéo đến khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của nữ diễn viên Virginia Rapp trong căn phòng nằm trên tầng 12 của một khách sạn nổi tiếng tại San Francisco. Họ trông thấy nữ diễn viên này gào lên vì đau đớn và bên cạnh là danh hài nổi tiếng Roscoe Arbuckle. Vài ngày sau, nữ diễn viên đã qua đời vì sưng màng bụng và vỡ bàng quang. Nhiều tờ báo cho rằng trọng lượng cơ thể 118kg của danh hài chính là nguyên nhân chính gây ra nội thương cho nữ diễn viên. Những ngày cuối đời, nữ diễn viên thậm chí thì thào rằng ông ta đã gây ra điều này cho tôi. Đây được xem là bê bối tùng dịch đầu tiên của Hollywood. Ông ta bị cáo buộc gây ra cái chết cho nữ diễn viên, nhưng sau cùng được tráng án. Sau bê bối chấn động này, nhiều ông lớn đã lo rằng Hollywood sẽ bị hủy hoại. Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục tồn tại. Cùng với đó là casting call, một cụm từ ám chỉ về việc đổi tình để thăng tiến trong sự nghiệp. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đi sâu vào cụm từ tai tiếng đã gắn liền với showbiz Âu Mỹ trong suốt thế kỷ qua. Casting call, thử vai trên giường. Để đi sâu về thuật ngữ này, chúng ta hiểu đơn giản. Casting call có nghĩa là một số nam nữ diễn viên sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được vai diễn trong phim hoặc sự thăng tiến dễ dàng với những vai trò khác trong showbiz, ngành giải trí nói chung như là ca sĩ chẳng hạn. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí, diễn viên Annie Hathaway cho biết việc các diễn viên được yêu cầu thử hẹn hò với nhau để kiểm tra phản ứng hóa học là bình thường. Nhưng ở một số trường hợp, câu chuyện trở nên khá tệ. Cô hồi tưởng về vụ việc của chính mình. Cô từng được thông báo hôm đó sẽ có 10 chàng trai đến và cô sẽ hôn họ. Dù không hào hứng với điều này và cho rằng điều đó thật thô thiển, nhưng do là người mới, thiếu kinh nghiệm và tiếng nói nên cô vẫn phải chấp nhận. Tuy nhiên, trên thực tế, trải nghiệm của nữ minh tinh này vẫn còn nhẹ nhàng so với những vụ việc khác. Nhiều diễn viên than rằng, lúc mới vào nghề, họ phải đối diện với vô số đòi hỏi kinh tởm liên quan đến thể xác. Phải kể đến ông trùm Hollywood, Harvey Weinstein. Ông ta từng bắt những diễn viên nữ trút bỏ y phục và làm đủ trò, từ hài hước tới nhạy cảm để thỏa mãn sự thích thú của ông ta. Gwyneth Paltrow, nổi tiếng trong loạt Iron Man, cũng chia sẻ về cuộc hẹn với ông trùm này sau khi buổi gặp gỡ kết thúc. Cô cho biết, ông ta đã đề nghị thẳng thừng rằng thỏa thuận nên được hoàn tất trong phòng ngủ. Có một sự thật phũ phàng rằng không ít đạo diễn đã đưa ra yêu cầu. Muốn đóng phim của tôi, trước tiên hãy thử năng lực diễn xuất trên giường với tôi đã. Và sau quá nhiều bê bối như vậy, làn sóng MeToo đã được bắt đầu vào năm 2006 và phát triển cho đến nay nhằm ủng hộ những nạn nhân dám lên tiếng và cùng nhau chống lại vấn nạn này. Tuy nhiên, mọi thứ dường như vẫn luôn âm ỉ. Vào cuối năm 2023, một văn phòng luật tại Hollywood tiết lộ con số chấn động khi có khoảng 94% những phụ nữ làm việc tại đây từng bị quấy rối, lạm dụng ở nhiều mức độ khác nhau. Đặc biệt, khâu thử vai thường được xem là giai đoạn khiến nhiều người cảm thấy dễ bị những kẻ xấu lợi dụng nhất. Suốt lịch sử của nó, văn hóa casting trên giường đã trở thành một phần không thể tách rời. Ngay cả sau những phong trào MeToo, vấn nạn này vẫn tồn tại nhàn nhản và được nhiều người xem như một lẽ đương nhiên khi bước chân vào showbiz. Và không thể không kể đến vụ việc đang vô cùng chấn động với ông trùm đời đầu làng rap Diddy. Một cái tên nổi tiếng được đính kèm và gây nhiều đồn đoán chính là nam ca sĩ đình đám Justin Bieber. Câu chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì cho đến khi Diddy bị bắt cùng với 1.000 chai baby oil, hàng trăm món đồ chơi và hàng loạt những cáo buộc theo hiệu ứng domino mà rất nhiều những người nổi tiếng cáo buộc Diddy. Quay trở lại quá khứ, vào cái thời Justin chân ướt chân ráo mới vào nghề,
Lúc bấy giờ chỉ mới là cậu thiếu niên ngây thơ non nớt, và người ta chỉ biết rằng Nick D giống như ông bầu giúp Justin thành sao hạng A như bây giờ. Tuy nhiên, sau vụ việc Nick D bị bắt, cư dân mạng đã đào lại những hình ảnh trong quá khứ. Nhiều người cho rằng Justin đã vô số lần bị lạm dụng, quấy rối. Họ cũng soi ra trong những khoảnh khắc này, nam ca sĩ không hề thoải mái một chút nào. Tiếp đến là những hình ảnh bệ rạc, chán trường, bỏ bê của bản thân. Ngay cả những lời bài hát, cư dân mạng cũng soi ra và cho rằng nam ca sĩ từng đơn độc và ám ảnh đến cỡ nào nhưng không dám lên tiếng. Họ cho rằng người khiến Justin trở nên như vậy không ai khác chính là Nick D. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, có rất nhiều những thuyết âm mưu quanh vụ án ông trùm hip hop Nick D mà có thể sẽ khiến nhiều người phải nổi da gà. Thuyết âm mưu quanh vụ án ông trùm Nick D. Khi ông trùm Nick D bị bắt vào ngày 17 tháng 9 vừa qua, các tình tiết của vụ án dần hé lộ, nhiều thắc mắc cũng được dư luận đặt ra và tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn. Trong số đó, một câu hỏi lớn được đặt ra: ai là thế lực đứng sau Nick D? Theo một bạn tù của Nick D tiết lộ với báo chí cho rằng, anh ta thường xuyên bỏ ăn vì lo lắng, sợ người khác đầu độc mình. Tuy lời của người này chưa được kiểm chứng, nhưng dư luận cũng có thể hiểu tại sao ông trùm hip hop lại lo lắng đến vậy cho mạng sống của mình. Lý do đưa ra là vì quy mô tổ chức tội phạm khổng lồ của Nick D được cho là có ảnh hưởng đến những ông lớn khác trong ngành giải trí Mỹ. Bằng chứng là các buổi tiệc trắng từng có sự xuất hiện của hàng loạt sao như Jay-Z, Paris Hilton, Kim Kardashian. Có thể một trong những khách mời này có mối quan hệ làm ăn với Nick D trong các thương vụ mua bán tùng dịch. Nhiều khả năng sẽ muốn cho Nick D bay màu để bịt đầu mối trước phiên tòa. Nhiều người lấy dẫn chứng từ một sự kiện tương đồng trong quá khứ, chính là cái chết của tỷ phú Mỹ Jeffrey Epstein. Tội ác của ông ta cũng xoay quanh câu chuyện giống như Nick D và được cho rằng có liên quan đến các quan chức cấp cao. Tuy nhiên, ông được tuyên bố là tự kết liễu chính mình khi ở nhà tù khi đang chờ xét xử. Và đến nay, cái chết của tỷ phú này vẫn là bí ẩn chưa có lời giải. Cũng liên quan đến các ông lớn cấp cao, nhưng một giả thuyết khác thậm chí còn sởn gai ốc hơn. Đó chính là hội kín Illuminati. Đây được cho là một tổ chức bí ẩn mà những người theo thuyết âm mưu tin rằng họ nuôi tham vọng tạo dựng nên trật tự thế giới mới hay một chính phủ thế giới toàn trị. Dù nghe hơi khó tin, nhưng theo khảo sát của một trang báo uy tín tại Mỹ, có đến 15% cử tri Mỹ, tương đương 30 triệu người nếu lấy số liệu cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, tin rằng Illuminati tồn tại. Nếu tìm hiểu kỹ về hội kín này trên các trang mạng, có rất nhiều nhân vật đình đám từng bị gán là thành viên của hội kín này, bao gồm các lãnh đạo chính trị, tôn giáo, diễn viên điện ảnh, ngôi sao nhạc pop. Tuy nhiên, liên quan đến Illuminati, Michael Jackson, Tổng thống John Kennedy, Whitney Houston đều là những cái tên tuổi lớn mà sự ra đi của họ đều để lại những điều huyền bí và gây tranh cãi. Rất nhiều người cho rằng kết cục này rất có thể sẽ đến với Nick D trước ngày anh ta hầu tòa. Các bạn thấy sao nhỉ? Có ai thường xuyên hóng hớt vụ này? Liệu các bạn có nghĩ đến một thế lực khủng khiếp nào đứng sau Nick D hay không? Hãy comment chia sẻ suy nghĩ của bạn xuống dưới phần bình luận nhé! Và không chỉ là những bê bối chấn động này, người nổi tiếng Âu Mỹ cũng không kém cạnh K-Beat, C-Beat hay V-Beat chúng ta, khi không ít lần dính đến những kiện tụng dở khóc dở cười khác. Dở khóc dở cười vì những bê bối kiện tụng trong showbiz US-UK. Có thể nói, dù có lượng fan đông đảo, nhưng các sao, những idol đình đám vẫn phải chịu trách nhiệm công bằng như bao nhiêu người khác trước pháp luật. Và ngay sau đây là một số gương mặt nổi tiếng đều đã mất đi ít nhiều hình ảnh tốt đẹp trong lòng công chúng vì dính phải những vụ kiện tụng ối rồi ôi. Đầu tiên phải kể đến công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift. Taylor Swift từng được mời tham gia biểu diễn tại sự kiện Capital Howdown ở Canada với cát-xê 2,5 triệu USD, tức là khoảng gần 60 tỷ đồng, dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2012. Tuy nhiên, chương trình sau đó đã không diễn ra như dự kiến do vấn đề xuất phát từ ban tổ chức. Bởi vậy mà công ty phụ trách show diễn đã đề nghị Taylor trả lại 1,8 triệu USD, khoảng hơn 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, phía nữ ca sĩ không đồng ý và đã bị họ khởi kiện. Một lần nữa phải nhắc đến hoàng tử nhạc pop Justin Bieber. Một người phụ nữ từng khởi kiện Justin vì cho rằng nam ca sĩ đã làm mất thính giác của mình sau khi đi xem concert của anh vào hồi tháng 7 năm 2010, gián tiếp gây ra chứng trầm cảm của cô. Nam ca sĩ đã bị đòi bồi thường 9,23 triệu đô la, tương đương khoảng 200 tỷ tiền Việt. Nhưng sau nửa năm theo đuổi vụ kiện, có lẽ vì chán nản và bị nhiều người ném đá,
nên người phụ nữ này đã quyết định rút đơn. Thật may mắn cho nam ca sĩ, nhưng có lẽ đây là vụ kiện ối rồi ôi nhất của nam ca sĩ trong sự nghiệp của chính mình. Tiếp nữa phải kể đến cố nghệ sĩ Michael Jackson, một tài năng lớn của âm nhạc đương đại. Ông hoàng nhạc pop từng mất đi ít nhiều lòng tin của người hâm mộ của mình khi dính phải bê bối lạm dụng trẻ em, kiện bản quyền và vi phạm hợp đồng khi còn sống. Đến năm 2009, nam ca sĩ đa tài Chris Brown bị cả thế giới chỉ trích sau khi hành hung bạn gái, chính là nữ ca sĩ danh tiếng Rihanna. Anh ta sau đó đã lĩnh án 5 năm tù treo và 180 ngày lao động công ích sau khi thừa nhận đã hành hung bạn gái. Các bạn thấy những vụ bê bối này ra sao nhỉ? Có lẽ vẫn chưa đủ đô cho lắm so với những bê bối chấn động liên quan đến casting call. Thế nhưng cũng phản ánh ít nhiều những mặt tối của showbiz Âu Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Đầu đầu cũng vậy, khi nổi tiếng thì luôn đi kèm với tai tiếng. Lạm dụng chất cấm. Một số người nổi tiếng có thói quen sử dụng chất cấm bất hợp pháp. Tuy nhiên, đôi khi chính những nhà sản xuất phim lại là người khuyến khích những thói quen xấu. Một số thông tin bị phơi bày trên các phương tiện truyền thông cho thấy, sự thật là các ngôi sao có thể yêu cầu bất kỳ loại chất cấm nào và họ chắc chắn sẽ nhận được chúng. Lấy ví dụ từ nam diễn viên Jack Nicholson. Anh từng lên tiếng về việc bản thân đã nghiện ma túy khi quay một bộ phim của mình. Sau đó thì những người tổ chức quay phim đã buộc phải chi trả toàn bộ chi phí cho diễn viên này cai nghiện. Bên cạnh đó, cũng có những trường hợp thử ma túy do tự bản thân mong muốn. Có thể kể đến như Angelina Jolie, Amy Winehouse hay Miley Cyrus. Vậy các bạn có tò mò, vì đâu mà các ngôi sao và những người nổi tiếng lại dễ dàng chìm sâu vào ma túy tới vậy hay không? Là để sáng tạo ư? Trong cuốn Những người hùng nổi loạn, DJ nổi tiếng Huey Morgan đã lý giải rằng một trong những lý do để sao bập vào ma túy là do khi dùng chúng, sức sáng tạo của các nghệ sĩ càng dồi dào. Càng nghiện nặng, họ càng xuống sâu trong vực thẳm bất tận. Nhưng họ thấy mình đang ở đúng chỗ, nghĩa là họ có thể chìm sâu vào nhân vật hơn, thăng hoa hơn, diễn càng nhập tâm hơn. Hay trong giới ca sĩ nghệ sĩ, có thể đó là cách giúp họ viết nhạc chất hơn, hay hơn. Theo DJ này, có rất nhiều nghệ sĩ khi chơi nhạc đã bỏ chất cấm hướng thần để chất này thấm vào máu trong khi biểu diễn, để họ có thể cháy hết mình và thăng hoa hơn khi biểu diễn. Các bạn nghĩ sao nếu ai đó nói rằng âm nhạc và ma túy là hai thứ khó có thể tách rời? Nghe có phần phũ phàng, nhưng từ những dẫn chứng trên có thể thấy ma túy giống như một phần không thể thiếu trong lối sống của không ít người nổi tiếng. Và cái kết thì chắc chắn nhiều người cũng đã biết. Phần đông ngôi sao đã rơi xuống vực thẳm hoặc phải trả giá bằng cả mạng sống của mình như Amy Winehouse hay Jimi Hendrix. Là ngôi sao nhưng lại mắc chứng sợ sân khấu. Các bạn không hề nghe nhầm đâu. Mặc dù có cuộc sống gắn liền với ánh đèn sân khấu, nhưng rất nhiều ngôi sao ca nhạc hàng đầu như Sia, Adele cho biết họ từng gặp không ít phiền toái vì chứng sợ hãi khi đứng trước đám đông. Trên thực tế, chứng sợ hãi đám đông của Sia gây ra cho cô không ít rắc rối. Điển hình như trong lần ghi hình của một show truyền hình nổi tiếng, cô đã quá sợ hãi đến mức bật khóc nức nở trong phòng thay đồ. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ trong nhiều lần biểu diễn, cô không thể ngừng lo lắng đến mức run bần bật khi cầm mic, còn bàn tay thì túa đầy mồ hôi. Vâng, một ca sĩ với vô số lần đoạt giải Grammy nhưng lại sợ khi biểu diễn. Không ai khác đó chính là Sia. Ngoài ra còn có cả họa mi nước Anh, Adele. Cô chia sẻ mình từng bị hội chứng sợ đám đông ám ảnh cách đây nhiều năm. Cô nói mình từng sợ sân khấu đến mức nôn mửa. Thật không ngờ đúng không nào? Đều là những idol đình đám nhưng họ lại thấy việc đứng trên sân khấu không khác gì cực hình. Các bạn nghĩ sao? Riêng top 1 thì thấy đây cũng không phải là vấn đề bởi họ cũng như những người bình thường khác. Cái quan trọng là họ dám đối diện với khuyết điểm của mình và từng bước cải thiện, thay đổi nó. Để giờ đây chúng ta có một Adele, một Sia mà chỉ cần nhắc đến thôi là ai nấy đều phải nổi da gà và thán phục vì tài năng của họ. Và tiếp theo, một bí mật trong showbiz mà mình tin rất nhiều bạn ở đây cũng đã từng lầm to như chúng mình. Bí mật để có những bức ảnh đẹp. Chắc hẳn các bạn từng bắt gặp không ít hình ảnh như thế này rồi. Đó là hình ảnh các ngôi sao đang bị săn đuổi bởi các tay săn ảnh. Những bức ảnh của họ nằm rải rác trên các ấn phẩm nổi tiếng và Internet. Chỉ cần online mạng xã hội và follow các idol thì chúng ta đều có thể bắt gặp. Và hầu hết, các ngôi sao sau đó đều lên mặt báo với những bộ dạng vô cùng tuyệt đẹp. Trông thật là ngưỡng mộ đúng không nào? Tuy nhiên, có một sự thật không phải ai cũng biết. Bí quyết thành công cho những hình ảnh đó chính là những người nổi tiếng đã mua chuộc các tay săn ảnh từ trước, bởi đây là dịp để họ thể hiện bản thân một cách thuận lợi. Nghĩa là dù ăn vận hàng tỷ đô trên người cộng với body miễn chê, khuôn mặt hoàn hảo,
Nhưng sự thật, những bức ảnh lồng lộn này không phải tự dưng mà có. Thế nên chúng ta đừng ngây thơ quá để tin rằng thần tượng của mình chỉ đơn giản là luôn ăn ảnh và tuyệt vời trong bất kỳ bức ảnh nào nữa nhé. Dĩ nhiên, vẫn có những trường hợp bất chấp cả khi bị dìm thì họ vẫn xinh đẹp. Song sự thật trên là điều hoàn toàn không thể phủ nhận. Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua một số những sự thật, những mặt tối đáng sợ về showbiz Âu Mỹ. Và không biết là các bạn cảm thấy chấn động nhất với sự thật nào thì hãy để lại comment xuống dưới phần bình luận nhé. Và nếu yêu thích chủ đề ngày hôm nay cũng đừng quên like, chia sẻ video, sau đó subscribe kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!